do chỉ có duy nhất một chuyến bay từ Dubai, UAE đến Muscat, Oman với giờ khởi hành khá khó chịu nằm vào lúc 2 giờ 15 phút sáng. Dù chặng bay ngắn nhưng cũng đủ khiến cho thầy trò viên Park Hang-seo cảm thấy mệt mỏi bởi mất trọn một đêm di chuyển. Nhằm đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất có thể cho đội sang Oman thi đấu trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chỉ đạo bộ phận hậu cần đi theo đội tuyển, tìm hiểu về thủ tục nhập cảnh vào Oman để chủ động chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cá nhân khai báo. Ngoài ra, một thành viên cũng đã được giao nhiệm vụ sang Oman trước một ngày để thực hiện công tác tiền trạm tổ chức kế hoạch đón tiếp đội tuyển và thống nhất chương trình hoạt động của đội tuyển quốc gia Việt Nam với ban tổ chức nước chủ nhà. Chuyến bay chở đội tuyển quốc gia Việt Nam từ Dubai sang Muscat chỉ mất chưa đầy 90 phút, tuy nhiên tổng thời gian tiêu tốn cho hành trình lại kéo dài lên đến 7 tiếng đồng hồ. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi toàn đội đã có mặt trước giờ bay ít nhất 2 tiếng để làm thủ tục check-in. Sau đó, khi đặt chân tới Muscat, đội tuyển Việt Nam cũng phải mất 3 tiếng cho thủ tục nhập cảnh, thu thập hành lý và di chuyển về khách sạn. Cuộc hành trình xuyên đêm vì vậy đã khiến cho các thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên bù lại, khách sạn nơi đội tuyển quốc gia Việt Nam đóng quân lại rất cao cấp và tiện nghi. Nằm cách sân tập và sân thi đấu Sultan Khwabor khoảng 12 phút di chuyển bằng xe buýt, rất thuận tiện cho kế hoạch chuẩn bị của huấn luyện viên Park Hang-seo hướng tới trận đấu với Oman vào ngày 12 tháng 10 tới đây. Các cầu thủ sẽ dành trọn buổi sáng và buổi chiều để nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng. 19 giờ tối nay theo giờ địa phương, tức 22 giờ theo giờ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Oman. Trước khi di chuyển đến Oman, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã quyết định điều chuyển 2 cầu thủ trong số 5 cầu thủ thuộc lứa tuổi U22 sang đội tuyển U22 Việt Nam, hiện cũng đang có mặt tại UAE để tập huấn chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á năm 2022. Đó là tiền vệ Lê Văn Xuân và hậu vệ Nguyễn Thanh Bình. 3 cầu thủ còn lại gồm tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và thủ môn Nguyễn Văn Toàn sẽ gia nhập đội tuyển U22 sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Oman. Trong ngày lưu trú cuối cùng tại UAE, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã chia các cầu thủ thành 2 nhóm. Nhóm các cầu thủ đá chính ở trận gặp đội tuyển Trung Quốc ở lại khách sạn để tập phục hồi. Nhóm các cầu thủ dự bị ra sân rèn giũa thêm các bài tập chiến thuật dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lee Jung-jin. Đội tuyển Việt Nam sẽ có quỹ thời gian 3 ngày với 3 buổi tập tại Muscat để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển của nước chủ nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ giờ địa phương ngày 12 tháng 10, tức 23 giờ giờ Việt Nam, trên sân vận động Sultan Qaboos,